Thưa quý vị, thưa các bạn, trước những nhận định cho rằng diễn biến dịch bệnh do chủng virus corona gây ra có thể kéo dài và diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của toàn ngành. Nhắc lại ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh không chủ quan, lơ là, cũng không được hoang mang, dao động, chống dịch đồng bộ, quyết liệt, đồng thời giữ vững các chỉ tiêu vĩ mô, không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng. Đây là quyết tâm kép của Chính phủ và cũng là hai nội dung đòi hỏi Bộ Công Thương cần nỗ lực hơn nữa trong việc đối phó với dịch bệnh, bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân, cũng như duy trì các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành vào cuộc kịp thời, liên tục chủ trì các cuộc họp khẩn về công tác ứng phó, phòng chống dịch để xác định sơ bộ tác động của dịch đến các lĩnh vực của ngành công thương và quán triệt các nhiệm vụ, biện pháp cần làm ngay, song song với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành cụ thể tới từng lĩnh vực. Các đơn vị của chúng ta sẽ tập trung vào phân tích đánh giá về hai nội dung. Thứ nhất là cái việc chúng ta thực hiện trong thời gian vừa qua, những cái nhiệm vụ chung và những cái yêu cầu riêng đặt ra cho Bộ Công Thương trong quản lý dịch bệnh, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát dịch bệnh. Thứ hai là đánh giá liên quan đến những mục tiêu, nhiệm vụ của ngành công thương được Chính phủ và Quốc hội đã giao cho, là chúng ta không được điều chỉnh mục tiêu trong cái tăng trưởng và phải tiếp tục nỗ lực hết sức để tiếp tục là phấn đấu đạt được những cái mục tiêu trong tất cả các lĩnh vực, nhất là về phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi làm việc, các thứ trưởng và lãnh đạo đơn vị liên quan đã có những ý kiến cụ thể, sâu sát về các lĩnh vực do mình phụ trách. Các ý kiến đều khẳng định tinh thần khẩn trương, quyết liệt của toàn ngành trong việc đối phó với dịch bệnh do virus corona gây ra. Theo đánh giá chung, công tác phòng chống bước đầu đã có kết quả, không để dẫn đến tình trạng hoảng loạn nhưng càng không thể chủ quan. Toàn ngành vẫn phải nỗ lực rất nhiều cho thời gian tiếp theo để khống chế dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của người dân, đồng thời tiếp tục sản xuất, kinh doanh, phục hồi nền kinh tế. Để phòng chống dịch hiệu quả, lãnh đạo bộ đã thành lập ban chỉ đạo ứng phó với dịch corona do bộ trưởng trực tiếp là trưởng ban, các thứ trưởng là thành viên ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo sẽ cập nhật, cung cấp và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ và kịp thời các chỉ đạo chung của Chính phủ cũng như ngành công thương trong công tác phòng chống dịch bệnh và các biện pháp để tiếp tục ổn định tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, xây dựng kế hoạch hành động trong phòng chống dịch corona một cách toàn diện và có trọng điểm, hướng tới phục vụ lợi ích của doanh nghiệp, người dân, bao gồm cả các hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trên cơ sở đánh giá tác động của dịch bệnh đến ngành công thương, ban chỉ đạo yêu cầu tôi đề nghị là Cục Thương mại điện tử phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng ngay cái website, một cái trang điện tử về phòng chống dịch bệnh corona tại Bộ Công Thương. Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là Tổng cục Quản lý thị trường thì về tiếp tục là tổ chức thực hiện các công tác quản lý thị trường, đảm bảo cái việc cung ứng đầy đủ hàng hóa và cũng như đấu tranh chống cái trục lợi, nhất là đầu cơ găm hàng. Đối với Cục Xuất nhập khẩu, vụ thị trường châu Á châu Phi, vụ thị trường châu Âu châu Mỹ, Cục Xúc tiến thương mại, các đồng chí ra soát đánh giá lại toàn bộ tất cả những cái quy mô, khối lượng hàng hóa và các cái sản phẩm mà đang bị ách tắc và sẽ bị ách tắc trong thời gian tới nếu như dịch bệnh kéo dài. Trước hết là xúc tiến thương mại đặc thù để đảm bảo được cái tìm kiếm ra những cái đầu mối và những cái trung tâm phân phối, hệ thống phân phối của các cái nước sở tại, của các cái nền kinh tế đối tác để chúng ta thúc đẩy cái việc tiêu thụ và các cái sản phẩm hàng hóa này. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa có dự báo cụ thể về thời gian và quy mô, đây là một cuộc chiến khó khăn, lâu dài, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, Bộ Công Thương, ngành công thương cùng với các bộ, ngành và nhân dân cả nước sẽ triển khai chương trình hành động cụ thể để quyết liệt thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh, quyết tâm duy trì các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.